Không cần du học Úc, không cần đến trường học tại Úc, bạn vẫn có thể đổi bằng cấp Úc theo kinh nghiệm và kỹ năng làm việc. IBL là hình thức chuyển đổi kinh nghiệm và kỹ năng làm việc thành bằng cấp, được công nhận trên toàn nước Úc mà không cần phải tham gia lớp học. Các đối tượng có thể chuyển đổi bằng cấp bao gồm: sinh viên quốc tế, người lao động nước ngoài đến làm việc tại Úc, hoặc công dân và thường trú dân Úc. Nếu bạn thuộc một trong những đối tượng trên, hãy liên hệ ngay với IEMC nhé để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ chuyển đổi bằng cấp nhanh chóng, giúp bạn xin việc được dễ dàng hơn. Ngoài ra, IEMC còn hỗ trợ các bạn đăng ký khóa học theo nhu cầu nghề nghiệp ở tất cả các bang với học phí chỉ từ $5,000 Úc một năm.